Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bút Thách Thăm Má trên mạng Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tỉnh hành thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021, Phật lịch 2565, đề tài hôm nay, môn học Phật Pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 7, chuyển pháp luân, sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng giảng dài. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiêm. Đó là chương trình, xin tất cả chúng ta tâm nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh điển tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gọt bốn đối tám vị, đáng nhận lệ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhà sa thố lãnh hai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Và tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư từ bi dẫn nhập pháp thoại ngày hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Kính lễ Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tân, cùng chư Tôn Đức có mặt trong chung. Thân chào quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, Đức Phật xuất hiện ở đời là để chuyển mê khai ngộ, liên khổ đắc lạc cho chúng sanh. Ngài xuất hiện trong thế gian này không phải là một sự ân khải của một vị, một đấng toàn năng nào, do trí tuệ nhận thức được
cái thảm kịch của cuộc đời sanh già bệnh chết. Ngài đi tìm cái con đường để thoát khỏi sanh già bệnh chết. Và Ngài đã tìm được con đường đó, Ngài đã đạt đến mục đích. Nhưng không phải tới đó là đủ, mà vì nguyện vọng ba la mật của Ngài là để thành Phật và dẫn dắt chúng sanh đi theo cái con đường đưa đến sự giác ngộ như Ngài. Thì từ hôm đó đến giờ chúng ta đã học về cái quá trình mà Ngài giáng sanh, lớn lên, rồi đi xuất gia, rồi khổ hạnh, đắc đạo. Bây giờ đến lúc mà Ngài mở cửa bất tử, tức là Ngài vận chuyển pháp luân, bến xe pháp, để tiếp độ chúng sinh. Hôm nay chúng ta sẽ học đến đó. Và cái bài kinh chuyển pháp luân này là một bài kinh nền tảng cho toàn bộ giáo lý của Đức Phật sau này. Bởi vì Ngài đã tuyên bố: này các tỳ kheo xưa và nay Như Lai, chỉ trình bày về sự khổ và sự diệt khổ. Cho nên trong cái bài kinh chuyển pháp luân là bài kinh mà Đức Phật Ngài nói về bốn chân lý, bốn cái sự thật, mà quán triệt được bốn chân lý ấy sẽ đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Bây giờ chúng ta hãy nghe chính kinh. Do thượng tọa Giác Đẳng biên soạn, và sau đó thượng tọa sẽ giảng giải rộng rãi ý nghĩa này. Bây giờ xin mời vua Tịnh Hạnh, vua Tôn Nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh kinh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ lãnh thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa từ siêu. Dạ, con xin phép được đọc bài Môn học Phật Pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 7, chuyển pháp luân. Tham ma chắc, ca bá quách tá ná, có nghĩa là pháp luân. Dịch rõ hơn là khởi chuyển pháp luân, có nghĩa là bánh xe pháp được khởi sự vận hành, hay là thuyết bài pháp đầu tiên. Trong tất cả biểu tượng của các tôn giáo, thì biểu tượng bánh xe chắc cá của Phật Pháp mang ý nghĩa đặc biệt. Bánh xe là phát minh quan trọng của nhân loại để sự vận chuyển dễ dàng hơn. Phật Pháp là phương tiện chuyển nê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Bánh xe nói lên sự thực dụng và thực tiễn là bản sắc cố hữu của Phật Pháp. Giáo lý tứ đế mà Đức Phật giảng dạy trong kinh chuyển pháp luân hàm chứa toàn bộ tinh thần cốt tủy của giáo Pháp xuyên suốt 45 năm hoằng pháp sau này. Người công Phật không thể không biết về tính cách quan trọng của bài pháp đầu tiên mang tên kinh chuyển pháp luân. Thỉnh Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là đại sự nhân duyên ở đời, và Phạm Thiên Xá Hâm Bát Trí đã cung thỉnh Phật bằng truyền giáo pháp. Tất cả sự kiện trọng đại trong đời của chư Phật toàn giác đều là đại sự nhân duyên, biểu tỏ
qua sự tỉnh cầu. Trong tuần lễ thứ bảy sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn tự hồi chính mình, Pháp đã giác ngộ thật thâm sâu quy diệu, liệu chúng sanh nghe có lãnh hội được chăng? Phẩm Thiên Xá Hâm Bát Tý đã đến bạch Phật về khả tính giác ngộ của chúng sanh và thỉnh cầu Đức Phật truyền pháp luân. Thông điệp của hy vọng. Sau lời thỉnh cầu của Phẩm Thiên Xá Hâm Bát Tý, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quan sát thế gian. Ngài nhận thấy rằng chúng sanh ở đời giống như hoa sen, có những mầm còn trong bùn, có búp sen đã mọc lên trong nước, có hoa sen đã vươn khỏi mặt nước, cũng có hoa đã mãn khai hướng ánh sáng ban mai. Đó là cái nhìn và thông điệp của hy vọng. Cánh cửa bất tử rộng mở cho những ai muốn nghe. Đó là hứa khả chuyển pháp luân của Đức Phật. Lời tuyên bố này mang hai ý nghĩa trọng đại. Một là cứu cánh vượt thoát khỏi sinh tử trầm luân. Hai là chánh pháp độ người hữu duyên hữu trí. Đi đường dài chỉ để gieo duyên lành cho một người. Chư Phật toàn giác đều dùng thần lực siêu nhiên đi đến chỗ chuyển pháp luân. Đức Phật Gautama là một ngoại lệ. Ngài khởi hành đi bộ tới Lộc Quyển từ Bát Gia Gia. Trên đường đi, Ngài gặp một du sĩ ngoại đạo tên Ubaka. Nhìn thấy hảo tướng phi phàm của Đức Phật, du sĩ này đã đến hỏi có phải Ngài là một tiên nhân. Khi nghe Đức Phật nói về chính Ngài là một vị đoạn tận phiền não, hoàn toàn giải thoát, thì Ubaka chỉ ghi nhận mà nhất thời không phản ứng gì. Nhưng từ cuộc gặp gỡ sơ khai này đã khiến Ubaka tìm đến Đức Phật tại Savatthi sau này để xin xuất gia và chứng đạo quả. Câu trả lời của Đức Phật cho Ubaka thường được trích thuật rất nhiều trong các sách vở, nhưng không xem là bài pháp đầu tiên. Gặp lại năm đạo sĩ Cô Đanh Nhá với câu nói làm thay đổi thái độ. Từ Bát Gia Gia, Đức Phật quyết định khai thị nhóm năm đạo sĩ đã và từng theo Ngài. Biết các vị đang ở Lộc Quyển gần Varanasi, Đức Phật đã đến đó và Ngài đã nói với họ về sự thành đạo của mình, nhưng họ không tin. Cuối cùng, Đức Thế Tôn hỏi, trước đây có bao giờ các thầy nghe Như Lai nói như vậy chăng? Câu hỏi đầy sức thuyết phục khiến họ chịu ngồi xuống lắng nghe giáo pháp. Bài pháp đầu tiên, con đường trung đạo nhấn mạnh đến sự vừa phải không thái quá. Trong bài pháp đầu tiên, Đức Thế Tôn dẫn nhập với sự nhấn mạnh đời sống tu tập cần tránh xa hai cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh. Cả hai đều được thế gian ưa chuộng nhưng là cực đoan không dẫn đến tuệ giác. Bốn sự thật vi diệu hay tứ diệu đế là nền tảng của giáo pháp mà người tu tập cần hiểu biết tường tận. Đó là sự thật về khổ. Chính là bản năng khao khát, không bao giờ thỏa mãn bên trong mọi chúng sanh, và do khát ái này là động lực đưa đẩy, tạo nên bao hệ lụy. Diệt đế, sự dập tắt hoàn toàn khát ái, hay niết bàn là cứu cánh thoát khổ. Đạo đế là con đường dẫn đến thoát khổ, gồm 8 chi phần, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Sự lãnh hội và ứng dụng tứ đế được đề cập qua ba luân 12 chuyển. Ba luân là pháp học, pháp hành và pháp thành. Ba luân áp dụng cho bốn đế thành 12 chuyển. Đây là khổ đế. Khổ đế cần được hiểu biết. Khổ đế đã được hiểu biết. Đây là tập đế. Tập đế cần được đoạn diệt. Tập đế đã được đoạn diệt. Đây là diệt đế. Diệt đế cần được chứng ngộ. Diệt đế đã được chứng ngộ. Đây là đạo đế. Đạo đế cần được tu tập. Diệt đế đã được tu tập. Đức Phật không là Phật nếu Ngài không quán triệt tứ đế. Bốn sự thật vi diệu không phải là giáo thuyết của sư diễn, mà là những gì được thực sự thấy biết, áp dụng và thực chứng trong cuộc sống của chính Ngài. Tất cả được kết tinh với giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Đức Thế Tôn khẳng định điều đó với thế giới nhân thiên
và tuyên bố về sự chứng đắc vô thượng quả vị toàn giác. Ba ngôi báo. Ở cuối bài pháp đầu tiên, Đức Thế Tôn tuyên bố con đanh nhá đã chứng ngộ. Đây là sự xác nhận bằng sự biết rõ của Phật trí đối với vị đệ tử giác ngộ đầu tiên trong giáo pháp. Từ đó, vị tôn giả này được biết với tên gọi Anh Nhá Cô Đanh Nhá, An Nhã Kiều Trần Như, có nghĩa là Kiều Trần Như người tỏ ngộ. Ngay sau đó, Đức Phật chính thức cho nhóm năm thầy Cô Đanh Nhá thọ đại giới chính thức là những tỳ kheo đệ tử Phật. Như vậy là sự ra đời tròn đủ của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo tại Lộc Uyển Ý Xí Patana. Sau đó không lâu, bà Suchapa và chồng trên đường đi tìm con trai tên Giá Xá đã gặp Đức Phật. Cũng tại Lộc Uyển, họ trở thành hai đệ tử cư sĩ đầu tiên trong giáo pháp và cả hai đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Tại Lộc Uyển Ý Xí Patana, Đức Phật an cư mùa hạ đầu tiên. Kinh Chuyển Pháp Luân được thuyết vào ngày rằm tháng Asanha, tương đương với ngày trăng tròn tháng 6 âm lịch theo lịch Việt Nam, và Đức Thế Tôn cùng chư đệ tử lưu lại đây 3 tháng. Lời kêu gọi hoằng hóa giáo pháp. Trong 3 tháng an cư, Đức Phật đã khai thị tổng cộng 60 đệ tử xuất gia. Con số này gồm 5 tỳ kheo nhóm Con Đanh Nhá, tỳ kheo Giá Xá và 54 người bạn thân. Tất cả đều là những cá nhân ưu tú, trí thức, xuất thân cao quý. Cả 60 vị đệ tử đầu tiên này đều chứng quả vị ứng cúng A-la-hán. Cuối mùa mưa năm đó, Đức Phật đã đưa ra lời kêu gọi: Này hỡi các tỳ khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người hay các cảnh trời. Các con cũng vậy. Này hỡi các tỳ khưu, các con cũng đã thoát ra khỏi cảnh. Các con cũng đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người hay cảnh trời. Hãy ra đi, các tỳ khưu, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều người, đem hạnh phúc đến nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc lại cho chư thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi các tỳ khưu, hãy hoàn dương giáo pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo trong cả hai tinh thần và văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng, toàn thiện và thanh tịnh. Có những chúng sanh còn vướng ít nhiều các bụi trong mắt, và nếu không nghe được giáo pháp sẽ sa đọa. Cũng có những người sẽ am hiểu giáo pháp. Chính Như Lai con xin điềm khuyên. Chính Như Lai cũng đi, Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela ở Sagama để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy là các con đã hoàn tất nhiệm vụ. Trích Đức Phật và Phật Pháp bản dịch của Phạm Kiếp Khánh. Đó là thông điệp kêu gọi sự thương giáo pháp của bậc đạo sư. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Mô Bích Thầy ạ. Kính đại lễ thiền tòa thượng sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều thấy rằng việc học Phật Pháp là một việc mà luôn luôn cần một sự nghiêm túc với sự tập trung và trân trọng những gì mà mình tìm hiểu về giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà đặc biệt riêng với bài kinh Chuyển Pháp Luân thì
chúng ta rất cần để đặt lại cái thái độ của chúng ta. À, khi này quý vị có nghe Thượng Tọa Thiền Sư có đề cập đến một điểm, đó là giáo lý tứ đế là một cái nền tảng cho toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Tôi nghĩ rằng có một điểm bất hạnh cho người Phật tử Việt Nam là đôi khi chúng ta bị rơi vào trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta xem nhẹ giáo lý tứ đế, bởi vì chúng ta nghĩ rằng giáo lý tứ đế là giáo lý của tiểu thừa, là con đường chỉ dẫn đến quả vị A-la-hán thôi. Và ngay cả những xuất gia, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tứ đế thì quá dễ hiểu, dù đó là đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, dù đó là sanh già, đau chết, hay là ái dục, hay niết bàn, hay là tám chi Phật, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì phần đông chúng ta quan niệm rằng đó là những ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và không có gì cần phải đào sâu. Cả hai cái nhìn này đều đem lại sự đáng tiếc, bởi vì chúng ta quên hẳn đi rằng Đức Phật Ngài từng dạy những điều như là khi Đại Tọa Tổ Sư có nhắc Đức Phật nói là xưa và Như Lai, xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự như khổ. Đó là trọng tâm của giáo Phật. Và khi Ngài định nghĩa về Như Lai đó, thì Ngài cũng đã từng nói rằng những gì mà Ngài giác ngộ, Ngài thuyết giảng thì từ đêm thành đạo trên lúc cho đến lúc Ngài viên tịch Niết Bàn thì là nhất quán, không có mãi mãi sai khác. Có nghĩa là vì vậy Ngài được gọi là Như Lai Tathagata. Nhưng mà điều đó cũng nói lên rằng không có sự dò dẫm, có sự biến đổi theo thời gian. Dù rằng có nhiều học giả và có nhiều vị cho rằng Đức Phật thuyết pháp tùy theo thời gian, có thời thì Đức Phật thuyết pháp theo tư tưởng này, có thời Đức Phật thuyết pháp theo tư tưởng khác, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, điều đó không có trong tâm tạng kinh điển Pali. Giáo pháp của Đức Phật là nhất quán. Sự giác ngộ và khả năng tuyên lưu giáo pháp của Ngài từ bài pháp đầu tiên cho đến những lời dạy sau cùng thì đều nhất quán. Và sự nhất quán đó nằm ở trong cái nền tảng của tứ diệu đế. Ngài Xá Lợi Phất là một đại đệ tử Phật. Trong một bài kinh gọi là Tượng Tích Dụ Đại Kinh, hay là kinh theo ví dụ dấu chân voi đó, thì Ngài cũng đề cập giáo lý tứ đế như là dấu chân của con khổng tượng. Đó là dấu chân lớn ở trong rừng, mà những dấu chân khác đều phải đặt vào trong đó. Thì Ngài muốn nói lên một ý nghĩa, đó là giáo lý tứ đế mang tính cách là toàn diện, bao trùm lấy những nghĩa lý khác trong lời dạy của Đức Phật. Và nếu người con Phật, người học Phật, người tu Phật mà không có hiểu được tứ đế và không thấy được tứ đế là nền tảng trong đời thì chúng ta có vấn đề. Có thể chúng ta là một học giả uyên bác, rất giỏi về chữ nghĩa. Có thể chúng ta là một người xây dựng chùa to Phật lớn. Chúng ta có đông đảo người đạt tính. Nhưng mà rời xa giáo lý tứ đế thì không còn là con Phật nữa. Chúng ta không thực sự sống với cái tinh hoa của giáo pháp nữa. Nói như vậy có vẻ như là võ đoán. Nói như vậy có vẻ như là phiến diện. Nhưng mà thực thật, đó là những gì được xác nhận. Xác nhận rất rõ. Và vì vậy, cho dù bài kinh Chuyển Pháp Luân không phải là một bài kinh dài,
Cho dù bài kinh Diệu Pháp Luân đối với nhiều người không phải là một bài kinh khó hiểu, nhưng đó là một quan của giáo pháp mà tất cả chúng luôn luôn cần lặp đi lặp lại, nghiền ngẫm một cách nghiêm túc. Và chúng ta phải xem đó là những cái xương cột của giáo pháp, đó là một cái khung sườn chính mà chúng ta không thể không quan tâm một cách. Thưa quý vị, trong bài học hôm nay, khi mà đề cập đến chuyện pháp luân thì chúng ta bắt đầu từ câu chuyện liên quan đến 7 tuần lễ đầu tiên của Đức Phật. Ở tuần lễ sau cùng thì Đức Phật, và ở đây cũng phải mở ngoặc đơn rằng cũng như tất cả chư vị chánh đẳng chánh giác trong quá khứ và vị lai, khi mà các ngài từ một cái cảnh giới chưa giác ngộ bước sang cái thời khắc thành đạo, và có những cái thời khắc dùng Phật trí để quán chiếu pháp giới, thì các ngài luôn luôn mang một tâm trạng với nhau, đó là các ngài từ tâm sâu của giáo pháp có thể truyền đạt để cho chúng sinh hiểu được chắc. Về điều này, thưa quý vị, chúng tôi muốn dùng một cái thí dụ rất là thường có xảy ra trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể hiểu một phần nào đó. Và ví dụ như là có một lần chúng ta tình cờ đi đến một cái kỳ quan thiên nhiên của thế giới như là Grand Canyon hay Yellowstone. Chúng ta có tại chỗ để tận mắt một cái hẻm núi sâu cả hàng chục cây số và một dòng sông nhìn từ trên cao xuống giống như một sợi chỉ trắng nhỏ, và với cái sự hùng vĩ của đất trời ta, tự nhiên chính là mình trở về để cho người thân của mình. Thì thật ra cái chuyện đó đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy rằng không có dễ dàng, bởi vì ngôn thì có giới hạn, và những gì mà chúng ta tận mắt được thấy, được cảm nhận đó, thì nó đã khiến cho ngôn ngữ của trần gian nó trở nên rất là hạn hẹp. Và chưa chắc là người nghe, khi mà nghe chúng ta mô tả lại mà có thể hiểu được hoàn toàn những gì mà chúng ta nói. Tất cả chư vị chánh đẳng chánh giác đều mang tâm trạng như vậy khi mà các ngài viên thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi mà các ngài có những giờ phút để nghiệm hạnh phúc của giải thoát tuyệt đối và quán chiếu duyên sinh, duyên khởi, duyên hệ bằng Phật trí. Và thứ vì câu hỏi mà các ngài luôn luôn tự hỏi rằng giáo pháp mà ta đã giác ngộ quả thực là thầm thâm vi diệu, liệu chúng sanh có thể nghe và hiểu được điều này chăng? Thì đó cũng là một cái thông lệ của tất cả chư Phật, là từ cõi trời đâu xuất giáng hạ trần gian, thì ngài có cái lời cung kính của chư thiên, và từ nơi thành đạo thì là do một cái đại sự nhân duyên, thì ngài có cái lời cung thỉnh để truyền bá giáo pháp, và lời cung thỉnh đó đến từ Phạm Thiên Sát và Tích. Thứ vì Phạm Thiên Sát và Tích đã xuất hiện trước Đức Phật và bạch với Đức Phật hai điều. Điều đầu tiên là mặc dù giáo pháp thầm thâm vi diệu, nhưng mà quả thật là có những chúng sanh có đủ căn cơ và trí tuệ để lãnh hội. Và điều thứ hai, Phạm Thiên Sa Bát Tí bạch với Đức Phật, lời thử xưa nhiều kiếp trong quá khứ, khi mà ngài
quân tu ba la mật hạnh, thì ngài đã mang một cái đại quyền cao cả đi một đời, đó là tự mình giác ngộ và cứu độ chúng sinh. Tại vì đại nguyện đó, xin thỉnh cầu Đức Phật ngài chuyển pháp luật. Thưa quý vị, ngay sau lời của ngay sau lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sắc Bà Tí, Đức Phật ngài dùng Phật giảng để quan sát thế gian này. Và đây là cái nhìn của Đức Phật đời. Ngài đã mô tả lại ở trong những bài kinh như Kinh Thánh Cầu, đó là ngài đã thấy chúng sanh trong cuộc đời này giống như hoa sen, có những cái mầm nó còn nằm ở trong bụng, có những cái nụ còn rất non đã vượt khỏi bụng đã vươn lên trong nước, và có những cái chồi nụ đã vượt khỏi mặt nước, rồi cũng có những đóa sen đã nở ra để hướng gọn được cái ánh sáng của ban mai. Thứ gì chúng tôi vẫn có một bức tranh về những cái mầm sen, những nụ sen, hoa sen như vậy ở trong phòng. Và ở tại chùa thì cũng có một vườn sen. Và tới mùa sen nở thì chúng tôi thường đi ra ngoài vườn sen. Và khi mình nhìn vườn sen đó, từ những cái nụ đầu mùa rất nhỏ bé cho đến những đóa sen nở rộ và trắng, thì chúng tôi luôn luôn nhớ về cái thông điệp. Cái nhìn của Đức Phật là quả thật là trong đời này chúng sanh có nhiều hạt, như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đó vươn cao, đó lạ mặt hồ, đó còn tận đáy bùn dơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Chúng ta gọi đó là thông điệp của hy vọng, là bởi vì nếu mà chúng ta nhìn cuộc đời này, tất cả chúng sinh muôn loài có thể là lúc đó là trời, đó là người, đó là loài thú, đó là chúng sanh trong khổ cảnh, nhưng mà tất cả chỉ là giai đoạn. Rồi tất có cái tiềm chất để giác ngộ, có cái khả tính để giác ngộ. Cái khả tính đó giống như là hoa sen ở trong bụng, hoa sen ở trong nước, hoa sen đã vươn khỏi mặt nước và sau hoa sen đã nở rộ. Có lẽ là chúng ta không có ngôn ngữ khi mà chúng ta gọi đó là thông điệp của hy vọng. Bởi vì sao vậy? Chúng ta phải nhìn cuộc sống như vậy, phải nhìn con người như vậy, phải nhìn chúng sanh như vậy, để chúng ta không có bi quan, để chúng ta không có trên thế giới này. Bởi vì cuộc đời này thấy như vậy. Giống như một nhà thơ, ở trong nỗi đau khổ của tận cùng thì vẫn còn có thể biết câu thơ này: ngó lên cột Phật mỉm cười, nhìn bốn biển còn nhiều anh đệ huynh. Ngó lên mỉm cười là Đức Phật thì cao cả đó, nhưng mà ngài ở rất xa, nhưng mà nhìn quanh bốn biển còn nhiều đệ huynh. Chúng ta nói theo ngôn ngữ thời xưa là tứ hải giai huynh đệ, nhưng mà nói theo ngôn ngữ Phật pháp đó, thì quả thật trong đời này chúng ta đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống là tất cả chỉ có hỷ nộ ái ố, chỉ có tranh lợi, chỉ có quan trái hận thù, mà vẫn còn có những tấm lòng, vẫn còn có những con người, vẫn còn có cái khả tính giác ngộ, khả tính cao quý ở nhiều người. Thì thưa quý vị, đó là hình ảnh mà Đức Phật ngày quan sát thế gian này, một hình ảnh rất đẹp, hình ảnh giống như những chồi hoa sen trong bùn, những chồi sen đã vươn lên trong nước, đã những chồi sen đã vượt lên mặt nước, và có những đóa hoa sen đã nở rộ. Thực ra thì đạo Phật không phải là vẽ một hình ảnh đen tối về thế giới này, và Đức Phật ngài cũng không nói rằng thế giới này
tuyệt hảo, tuyệt đẹp, như là những thi nhân trong lúc cao hứng ca ngợi như vậy. Ngài nhìn có tốt có xấu, nhưng mà một ở trong những cái thông điệp hy vọng lớn nhất mà Đạo Phật ban bố cho cuộc đời và Đức Phật đã nhìn, đó là thông điệp của hy vọng, đó là khả tính giác ngộ, đó là cái tiềm chất con người, tiềm chất của chúng sinh có thể vươn lên, có thể lãnh hội được giáo pháp. Và cái lời hứa khả của Đức Phật được tuyên bố, cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Lời tuyên bố đó, nhưng trong bài học chúng tôi có viết rằng chứa đựng hai cái yếu tính quan trọng. Một là cứu cánh giải thoát của Đức Phật truyền dạy là sự thoát khổ, chấm dứt trong luân sanh tử. Và điều thứ hai là giáo pháp sẽ được giảng cho những ai có tai muốn nghe. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong một đoạn kinh khác có đề cập đến Đức Phật giống như là một người đi vào công trường sâu mà tìm ra một lối mòn. Lối mòn dẫn đến một tòa lâu đài cổ đã bị quên lại. Tòa lâu đài cổ thật sự là nguy nga tráng lệ. Và Ngài rất thương. Rồi Ngài trở về. Ngài mới chỉ cho những người khác là đó là con đường, đó là điểm đến. Nhưng mà cái sự hướng dẫn của Ngài chỉ là sự hướng dẫn. Nhưng mà rồi những người mà muốn đến tòa lâu đài cổ đó phải là người chịu đi, muốn đi. Các con phải tự phấn đấu. Các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Chúng ta đọc câu kinh đó trong kinh Pháp Cú. Vì vậy, cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Điều rất là quan trọng. Rất là quan trọng trong cuộc đời này là những người hữu duyên, hữu trí và những người có trí tuệ. Lắng nghe, muốn tìm hiểu. Một cái phương thức để thắp sáng trí tuệ, để vượt qua nỗi khổ trầm thống mà tự mình nhận là mình có. Cũng giống như bây giờ một người bị tiểu đường mà họ không nhận là họ tiểu đường, không thấy được cái hệ lụy của trường tiểu đường thì không bao giờ mà một vị y sĩ có thể giúp cho họ được. Bây giờ thưa quý vị, COVID là một đại dịch có thật. Chích vaccine là một điều cần thiết. Chính phủ cung ứng vaccine, thậm chí còn khuyến khích, còn cho tiền. Nhưng mà người ta không chịu chích vaccine là chịu, là không làm gì. Đó là một xã hội dân chủ. Xã hội dân chủ không có thúc ép, không có bắt bỏ tù những người không chích vaccine. Giáo pháp của Đức Phật cũng tương tự như vậy. Đức Phật mở ra một con đường, hướng dẫn con đường để đi tới tòa lâu đài cổ đó. Nhưng mà người ta phải muốn đi, phải chịu đi và nhận sự hướng dẫn. Cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn. Chúng rất là quan trọng. Và rồi Đức Thế Tôn của chúng ta lại là một ngoại lệ mà không giống như chư Phật. Chư Phật toàn giác khi mà dưỡng pháp luân thì thứ vị các ngài dùng thần thông bay đi, đi đến chỗ đó. Nhưng mà Đức Phật ngài lựa chọn một cách khác, đó là đi bộ với đôi chân cần của ngài. Và đây là một điểm mà chúng ta nên để ý. Đức Thế Tôn ngài ngồi ở cội Bồ Đề, đó là một khu rừng một mình. Ở dưới cội cây Acapala, ngài đã gặp một vị Palamon. Và ở cội cây Rajachatana, ngài đã gặp hai người thương buôn đến từ Orissa. Và Phạm Thiên Sáu Ba Tí đã thành Đức Phật chuyển pháp luôn. Nhưng mà khi Đức Phật ngài quán xét về những ai là người mà ngài muốn với bài pháp đầu tiên, thì ngài nghĩ đến năm vị đạo sĩ
đó là nhóm Côn Đanh Nhá hay là nhóm Kiều Trần Như đã từng theo ngài trong suốt những năm dài khổ hạnh. Thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng người đó không có địa chỉ, cũng không có tin nhắn, không có điện thoại và không có cách nào mình tìm người mà đã bỏ đi rất lâu trong nhiều tháng trước, mà chúng ta có thể biết người đó ở đâu. Duy chỉ có Đức Phật, ngài là Phật, ngài là Phật nhãn, thì ngài muốn biết năm vị Kiều Trần Như ở đâu thì lập tức ngài biết là năm vị đó đang ở một cái nơi có tên là Isipatana, và cũng có một cái tên khác là Saranath, gần thành Varanasi, ở cách Varanasi 9 cây số. Thì thưa quý vị, và Đức Phật này đã quyết định đi đến đó. Ngày hôm nay đó, thì nếu chúng ta đi bằng xe ở trên đường cao tốc đó, thì từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Varanasi 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà 6 tiếng cao tốc, thưa quý vị, nó lại là một đoạn đường dài cho người đi bộ. Và Đức Phật này không dùng thần thông bay đi, mà ngài đã đi bộ. Và trên đường ngày đi, ngày đã gặp Upaka. Upaka là một du sĩ ngoại đạo, nhìn thấy tướng hảo phi phạm của Đức Phật đã đến và hỏi ngài, phải chăng ngài là một già xoa, là một vị thiên, hay là một vị cao nhân đắc đạo, một đắc pháp thuộc nào đặc biệt? Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài nói lên sự giác ngộ, và ngài nói rằng ta Phật là người. Upaka thì thưa quý vị cũng giống như phần đông nhân loại, nghe nói chư thiên quỷ thần thì có thể lễ bái thờ phượng, nghe nói là một phương sĩ đạo gia mà có quyền thuật thì có thể phát tâm kính ngưỡng. Nhưng với Upaka lúc đó đó thì chữ Buddha là Phật, người giác ngộ đó, không có ảnh hưởng nhiều. Đây là do căn duyên của chúng sanh hết. Có những người như ông Cóc Cô Độc, một lần nghe đến chữ Phật là tự nhiên cảm thấy một cảm giác gì nó khác biệt, hơn là phạm thiên, hơn giáo chủ, hơn là một người có quyền thuật. Nhưng mà Upaka thì ngược lại, nghe chữ người giác ngộ là Buddha thì không có ảnh hưởng nhiều, chỉ trả lời là mong là vậy. Thật ra thì ở đây cũng có một chi tiết cũng hơi khôi hài, đó là hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi hiểu lầm đoạn này ở trong kinh, đó là khi Upaka nghe như vậy thì nó là mong là bị lắc đầu và bỏ đi. Thì chúng tôi cứ nghĩ là lắc đầu đó, có nghĩa là thái độ phủ nhận rồi bỏ đi. Nhưng mà sau này khi chúng tôi sang Ấn Độ mới biết là lắc đầu là... Thầy quý vị đọc cái việc cẩn thận, đồng ý, nhưng mà trong sự đồng ý không có mặn mà lắm. Một cái ấn tượng mà giúp cho Upaka sau này. Upaka là một vị du sĩ, rồi sau này đem lòng yêu thương một thiếu nữ tên là Champa, và Champa là con gái của một người thợ săn. Khi mà hai người ăn ở với nhau có một đứa con, thì Champa đôi khi có những lời nói mà có vẻ là đùa cợt, trêu chọc Upaka. Thì Upaka là một vị tu sĩ hồi tục để lập sống đời gia đình. Và Upaka sau này bỗng nhiên chán nản cuộc sống tại gia, đã nhớ lại rằng mình đã từng gặp một vị gọi là mình là Phật, là bậc giác ngộ trong những năm tháng về trước.
tức là Upaka nghĩ đến Đức Phật. Và Upaka đã đi hỏi thăm người này và người kia. Cuối cùng người ta đã chỉ Upaka về Savatthi. Upaka đến Savatthi là xá vệ. Lúc đó là đã có chùa Kỳ Viên. Lúc đó Đức Phật ở thành xá vệ. Và Upaka đã trở thành một vị tỳ kheo, đắc quả A-la-hán. Đó là câu chuyện về sau này. Thưa quý vị, chúng ta nhắc lại câu chuyện của Upaka để hiểu rằng việc mà Đức Thế Tôn đi vào trong cuộc đời hoằng hóa độ sanh nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ rằng thể là một vị Phật thì đó là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng chúng sanh có nhiều căn tính lắm. Có những chúng sanh chỉ nghe giáo pháp một câu rồi đắc đạo chứng quả. Có những chúng sanh nghe pháp vui một vài pháp rồi khởi niềm tin. Và có những chúng sanh mặc dù có căn cơ giác ngộ đó nhưng mà phải đi một đường vòng, giống như Upaka gặp Đức Thế Tôn không trở thành đệ tử, bởi vì Upaka không có cái duyên trở thành đệ tử đầu tiên như là ngài Konanya. Upaka đã đi một đường vòng là từ một du sĩ ngoại đạo, rồi hoàn tục sống đời sống gia đình, rồi sau đó chán nản rồi quay trở lại, rồi ở đoạn cuối cuộc đời mới trở thành một vị tỳ kheo đắc đạo chứng quả. Cuộc đời nó là như vậy, không có một mảnh đời nào mà giống mảnh đời nào. Con người sống ở trong một cái thành phố, thưa quý vị, người ta đi từ điểm A đến điểm B, không phải ai cũng đi một con đường. Có người đi đường vòng, có người đi đường thẳng, có người đi đường cao tốc, có những người đi đường mòn. Chúng ta phải hiểu rằng nó luôn luôn có sự dị biệt. Rồi Đức Thế Tôn cũng đến Saranat hay là Isipatana. Ở tại đó Đức Phật ngài đã gặp lại nhóm năm thầy Konanya. Chúng ta nhắc là Konanya là vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất đã từng xem tướng của Thái tử Siddhartha khi mới chào và đã đưa một ngón tay khẳng định rằng vị này sẽ là vị đắc đạo chứng quả, trở thành một bậc chân sư độ đời. Vì sau này khi mà Đức Bồ Tát được 29 tuổi, ngài rời bỏ cung vàng đi ngọc. Konanya nghe vậy bằng cái niềm tin mãnh liệt đã quyết tâm hỏi về tông tích của ngài và đi theo, và đã rủ thêm bốn người nữa là những Bà La Môn trẻ tuổi, là con cháu của những vị Bà La Môn đã từng vào sanh tướng Bồ Tát rồi, thành ra một nhóm gọi là nhóm năm thầy kiều trực tiếp. Những người này đã tìm đến Gaya và tìm đến nơi Bồ Tát tu khổ hạnh. Và họ đã ở chung quanh Đức Thế Tôn lúc còn là Bồ Tát, và với một cái sự chờ đợi với cái tâm tin tưởng mãnh liệt rằng một vị quân vương bỏ ngai vàng, một người có thể tu khổ hạnh ở mức độ cao nhất thì chắc chắn sẽ có ngày đắc đạo chứng quả. Và sự thành tựu quả vị vô thượng đó sẽ được lợi lạc cho cả năm vị này. Tuy nhiên, đến một ngày vị này nhận rằng Đức Bồ Tát không tiếp tục con đường khổ hạnh nữa, mà ngài bắt đầu thọ thực trở lại để phục hồi thể lực. Mặc dù đã từng coi tướng, đã từng xác lập niềm tin mãnh liệt là Đức Bồ Tát sẽ là vị đạo sư ở thế gian này, và đã từng bỏ tất cả đi theo Đức Bồ Tát. Nhưng mà khi thấy Đức Bồ Tát từ bỏ khổ hạnh đó, thì Konanya và bốn vị kia đã nản lòng bỏ đi, bởi vì nghĩ rằng Sa Môn Cổ Đàm đã thối chí. Tại vì những người này họ quá tin vào khổ hạnh, tin một cái tuyệt đối. Và khi Đức Phật gặp lại năm người này thì thưa quý vị, ngài nhận ra họ từ xa, và từ xa họ cũng nhận ra họ Đức Phật.
Và khi nhận Đức Phật từ xa đó, thì họ mới nói với nhau là Sa Môn Cồ Đàm đã tìm đến chúng ta. Chúng ta không dành cho Sa Môn Cồ Đàm sự cung kính như trước đây, nhưng mà cũng không xua đuổi. Sa Môn Cồ Đàm đến thì cứ để tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Tức là họ đã thất vọng ở Đức Phật khi mà từ bỏ khổ hạnh. Và họ đã bàn với nhau là thôi thì mình không còn hy vọng gì, nhưng mà cứ để tự nhiên vậy. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài đến gặp họ tại một địa điểm mà ngày nay còn cái nền tháp mà vua A Dục xây cất rất lớn, tên là tháp Chao Khen Đi, thì do cái cung cách uy nghiêm của Đức Phật đã khiến cho tâm tỷ này không ai bảo ai tự động dọn chỗ ngồi múc nước mời Đức Phật. Nhưng mà mặc dù trong thái độ rất là tôn trọng, như ngày xưa họ đã từng theo Đức Phật, như những tháng trước mà họ đã từng đối xử với Đức Phật, thì họ vẫn gọi Đức Phật là danh từ Avuso. Avuso là hiền giả. Hiền giả là một cách xưng hô ngang với nhau. Khi mà người ta không có thật sự là kính trọng hay là tôn quý một người, khi tôn quý một người gọi người đó là Phan Tê, nhưng mà khi họ gọi là Abuso, hiền giả đó, tức là Đức Phật hiểu cái tâm trạng của năm vị này. Và Đức Phật dạy rằng Như Lai đã giác ngộ, nhưng mà năm vị này vẫn gọi Đức Phật là Abuso. Và Đức Phật nhắc lại lần thứ 2, 3 và sau 3 lần nhắc các vị này rồi, thì Đức Phật Ngài đã hỏi các vị một câu, và câu này đã đánh động vào tâm tư của năm vị này. Câu đơn giản là: trước đây có bao giờ các thầy nghe Như Lai nói như vậy chưa? Câu hỏi này thật ra đó, đối với người bình thường chúng ta đó thì không có sức thuyết phục. Nhưng mà năm vị này là nhớ lại rằng Đức Phật là vị bỏ ngai vàng, Ngài là vị chưa bao giờ thấy rằng cái sự tôn vinh cá nhân nó là quan trọng. Ngài chưa bao giờ có một ảo tưởng về bản thân của Ngài. Ngài chưa bao giờ xem danh và lợi là những giá trị mà Ngài theo đuổi hết. Năm vị này nhớ như vậy, biết như vậy. Và khi Đức Phật hỏi là có bao giờ năm thầy đã nghe Như Lai nói như vậy trước kia chăng? Thì thưa quý vị, cả năm thầy đều chắp tay lên và gọi Đức Phật bằng một danh từ rất cung kính. Sau đó thì Đức Phật đã dẫn năm thầy đến một vị cách đó chừng 100 thước. Mà về sau này, tại cái chỗ đó, vua Ái Dục đã cho dựng lên một cái đại tháp rất lớn. Ngày hôm nay thì phần trên không còn, nhưng mà phần dưới, phần còn lại cũng đủ cho chúng ta cái sự vĩ đại. Tại vì chính ở tại nơi đó, Đức Thế chính ở tại đó, là nơi ra đời của Bảo và Tăng Bảo.
và ở tại cái vị trí đó, Đức Phật đã bắt đầu phát thoại. Ngài đã gọi năm thầy bằng Thích Không. Quên. Hỏi chi tiết. Toàn tâm để cho chuyện tu tập bản thân, người gọi được cái khu. Thì khi Đức Phật Ngài gọi cả năm vị đó biết khâu ấy, ở đầu bài pháp bằng có nên cách đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng thì thấp hèn, làm tăng trưởng phiền não. Khổ hạnh là sự đầy đọa thân xác, không dẫn đến đâu. Từ bỏ hai cực đoan này, trung đạo. Con đường trung đạo là con đường từ bỏ hai cực đoan, gồm có tám chi Phật là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và Đức Thế Tôn Ngài sau khi tuyên bố về con đường trung đạo, tức là con đường tránh xa hai cực đoan, thì Ngài đã nói về bốn sự thật. Này các tỳ kheo, đây là sự thật vi diệu về khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Nói tóm lại là năm thú quẩn là khổ. Ở trong sự thật về đau khổ, Đức Phật Ngài đã nêu rõ, rất là rõ, rất là thực tiễn. Đó là cuộc sống này vô bất toàn. Chúng ta đừng nói đến vương quốc, chúng ta đừng nói đến ngai vàng, chúng ta đừng nói đến một nếp sống này lý tưởng, một nếp sống kia cao sang. Mà chúng ta hãy nói từ cái thân tâm của mình. Cái thân của mình thì bị sanh già đau chết, tâm của mình thì sầu bi khổ ưu não. Điều đó có không? Điều đó phải chăng chỉ có với người này, không có với người kia? Hay là sự bất toàn đó là một sự trầm thống hoàn vũ, không ai trong thế gian này không có? Và chúng ta chỉ nói về đau khổ trong sự than vãn, nhưng mà không ai trong chúng ta biết về sự nguyên nhân của đau khổ. Và chúng ta thường nghĩ nguyên nhân đau khổ là gì? Tôi khổ vì không có tiền, tôi khổ vì đại dịch, tôi khổ vì vợ làm khổ, vì chồng làm khổ, tôi khổ vì chính phủ làm khổ, tôi khổ vì xã hội làm khổ, tôi bị khổ vì người ta phản bội mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài khi đó là đây là ví dụ về sự về nguyên nhân sanh khổ, chính là khát ái. Khát ái là sự khao khát tầm cầu chỗ này chỗ kia, tạo tác các sở hành và dẫn đến tái sanh. Khát ái là gì? Khát ái chính là sự khao khát muôn thuở ở trong mỗi chúng ta mà không bao giờ thỏa mãn. Chúng ta luôn luôn hướng vọng về chân trời xa xăm. Chúng ta luôn luôn muốn được cái gì đó, muốn là ai đó, muốn có cái gì đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn gạt bản thân của mình khi mình nghĩ rằng mình sống chết gì cũng phải có được cái đó. Có cái đó thì mình thỏa mãn. Và thỏa mãn nghĩa là mình hạnh phúc. Nhưng mà không. Khi chúng ta được cái đó rồi, thì sự thỏa mãn nó chỉ trong thời gian rất ngắn. Rồi cái đó nó trở thành vô nghĩa. Rồi chúng ta lại đi tìm cái khác. Và cái khác nữa. Nó giống trường hợp mà chúng ta ăn mặn nhiều ở các nước. Mình cầm một cái ly nước lên, mình nghĩ rằng uống cạn ly nước đó thì mình sẽ hết khát. Nhưng mà không, uống cạn ly nước đó nó vẫn khát và tiếp tục khát. Chúng ta bị ngứa và chúng ta rất muốn gãi. Và khi chúng ta gãi, mình nghĩ mình gãi mình sẽ hết ngứa. Không, gãi thì nó có đã ngứa. Nhưng mà thật ra nó cũng không có đã ngứa. Tại vì sao vậy? Gãi xong rồi còn ngứa nữa.
Tại vì ngứa đó là một chứng bệnh, khát đó là một chứng bệnh, và chứng bệnh nó vốn không bao giờ được thỏa mãn. Và trong chúng ta thì không bao giờ nhận ra được điều đó, mà không bao giờ chúng ta tin được điều đó. Chúng ta luôn luôn muốn muốn có cái này, muốn có cái kia, muốn có cái nọ, và mình nghĩ rằng hãy mình có cái đó đó là mình sẽ bằng lòng, mình có cái đó mình sẽ hạnh phúc, mình có cái đó mình sẽ đạt đến điểm. Ví dụ bây giờ mình không cần gì hết, mình chỉ cần mình trúng số độc đắc, mình không cần gì hết, mình cần có một người bạn đời lý tưởng, mình không cần gì hết, mình chỉ cần có một cái địa vị, mình không cần gì hết, mình chỉ cần có mình khỏe mạnh. Nhưng mình có tất cả thứ đó thì sao? Thì câu trả lời rất đơn giản là rồi chúng ta lại muốn cái khác nữa, rồi chúng ta lại tiếp tục khao khát nữa, rồi chúng ta tầm cầu nữa. Thì Đức Phật dạy rằng cái khát ái đó, đó chính là nguyên nhân của đau khổ. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Và sự như khổ thì Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, đây là sự thật về sự như khổ, chính là sự dập tắt của ái dục, sự dập tắt của khao khát. Nói như vậy không phải dễ. Suốt cuộc đời của chúng ta sống với khát ái, mà bảo rằng một sớm một chiều mà mình không còn muốn nữa, không mong nữa. Con người chúng ta lạ lắm thưa quý vị, lạ lắm. Ngay cả nói điều này cũng nghe cũng kỳ. Mình đang sống mà cũng mong mình chết kiểu này, chết kiểu kia. Mình mong mình chết đi được thiêu, mong chết đi được chôn, mong chết đi được đem ra biển, mong chết đi được tổ chức tang lễ rình rang, mong chết đi là tổ chức đơn giản. Thật ra cái nào cũng là mong mỏi, cái nào cũng là mong muốn hết. Đó là chúng ta sống, chúng ta mong muốn mình chết như vậy. Không có ai mà sống ở trong cuộc đời này, ở một cái trạng huống này mà bảo rằng mình có thể dập tắt được sự khao khát. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đọc một câu chuyện, và trong đó đó nói về cái cảnh vợ chồng nghèo có ba đứa con. Ngày nào buổi sáng thức dậy cũng nghĩ là làm sao chạy gạo để có được bữa ăn. Ở Việt Nam chúng ta thì ngày xưa ăn là phần lớn là cơm, kho cái gì rất là mặn rồi ăn. Mà chỉ có cái chuyện là hai vợ chồng với ba đứa con mà chạy gạo từng bữa có ăn thì nó đã gọi là sức cùng lực kiệt, đã là vất vả vô cùng. Bởi vì sao vậy? Vào rừng đốn củi đi bán xong rồi độ nhật, và chỉ có một lúc đốn củi mệt quá, chở củi mệt quá, chở trên chiếc xe thồ đi bán về cũng vừa đủ cho 5 người ăn. Tự nhiên ao ước một điều rằng ở trong cuộc đời này mà không phải to toan, không phải nhọc nhằn vì miếng ăn, miếng cơm manh áo, mà có đủ cơm ăn áo mặc là hạnh phúc nhất rồi, không cần gì hết, không cần lâu đài, không cần gì hết. Nhưng mà thưa thì chúng tôi biết rất nhiều người sang bên Mỹ, quần áo không thiếu, cơm không thiếu, không lo cái ăn cái mặc nữa, nhưng mà cũng không hạnh phúc đâu. Chúng ta có đủ cơm ăn áo mặc, không phải lo gì. Chúng ta lại mong cái khác, chúng ta lại khao khát cái khác. Bởi vì đó là vấn đề của muôn thuở. Đó là vấn đề muôn thuở. Ở Đức Phật ngài dạy rằng cái sự tận diệt, dập tắt của ái dục đó, chính là sự diệt khổ. Nhưng mà rồi để dập tắt ái dục không phải là mình nói như vậy mình diệt được ái dục, hay là mình ra lệnh là mình phải diệt ái dục, mình diệt được đâu. Khát ái nó là một chứng bệnh, giống như bây giờ chúng tôi bị tiểu đường. Không phải mình nói mình tiểu đường, mình muốn hết tiểu đường là hết tiểu đường đâu. Mình phải có cái phương thức chữa trị, phải bền lâu, phải có phương cách, mà phương cách phải đúng cách chứ không phải là một. Thì Đức Phật dạy rằng cái phương cách đó đó là con đường mà gồm có 8 chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta sẽ trở lại với Bát Chánh Đạo ở đoạn sau. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà Đức Phật đề cập đến 4 sự thật phi diệu thì ngài cũng tiếp theo bằng
sự đề cập đến ba luân 12 chuyển. Ba luân 12 chuyển đó là giáo lý tứ đế được nhận thức một cách rõ ràng. Và chúng ta biết chúng ta làm gì với sự nhận thức đó. Và như thế nào gọi là một cái sự thành tựu từ sự nhận thức đó. Khổ đế. Khổ đế cần được hiểu biết. Khổ đế đã được hiểu biết. Đây là tập đế. Tập đế cần được đoạn diệt. Tập đế đã được đoạn diệt. Đây là diệt đế. Diệt đế cần được chứng ngộ. Diệt đế đã được chứng ngộ. Đây là đạo đế. Đạo đế cần được thực hành. Và đạo đế đã thực hành. Đã được thực hành. Khi mà nói là đây là khổ đế, đó là pháp học. Khổ đế cần được liễu ngộ, đó là pháp hành. Khổ đế đã được liễu ngộ, đó là pháp hành. Đây là tập đế, là pháp học. Tập đế cần được đoạn diệt, đó là pháp hành. Tập đế đã được đoạn diệt, đó là pháp hành. Như vậy thì ở trong ba luân 12 chuyển này, giáo lý tứ đế không đơn giản là một giáo thuyết, là một thứ lý thuyết dông dài, chỉ nói chỉ nghe như chúng ta đang nói nghe đây, mà chúng ta phải biết làm gì với điều đó. Cũng giống như tương tự là chúng ta có được một chiếc xe, mình biết à đây, nhưng mà rồi chúng ta phải biết làm gì với chiếc xe đó, là chúng ta phải biết học cách lái, học sử dụng xe, và rồi chính chúng ta phải tự biết rằng mình đã có thể sử dụng được chiếc xe. Sự xác chứng qua ba cái công đoạn như vậy rất cần. Thật ra pháp học, pháp hành, pháp thành áp dụng với tứ đế, từ tứ đế đó đối với tam luân thành ra 12 chuyển. Và khi mà Đức Phật Ngài đề cập đến tứ đế qua ba luân 12 chuyển rồi, thì Đức Phật Ngài khẳng định rằng chỉ khi nào mà Như Lai giác ngộ tứ đế với ba luân 12 chuyển thì Như Lai mới tự nhận cùng thế giới chư thiên ma thiên phạm thiên hội chúng sa môn và la môn hội chúng gia chủ rằng Như Lai đã viên thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thứ gì có rất nhiều của bài kinh này mà chúng ta cần tìm hiểu. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát để nói thêm về ý nghĩa của bài kinh này. Nhưng mà riêng như bài ngày hôm nay, chúng tôi muốn tất cả quý Phật tử dành ít thời giờ để lắng nghe chánh văn của bài kinh Chữ Pháp Luân. Thật ra thì khi mà chúng tôi dịch bài kinh này để đưa vào trong kinh tụng thì lúc có ngày hộ giác có yêu cầu là chúng tôi dịch lại gọn ở trong cái văn tụng. Nếu quý vị nào mà muốn đọc cái nguyên văn chánh văn thì ở trong Lục Tạng Chư La Quát Giá và ở trong tương ứng kinh tương ứng bộ, ở trong tương bộ mà thật ra chúng ta sẽ học tới trong tương lai được. Hoặc giả là quý vị có thể đọc nguyên bản ở trong cái quyển kinh tụng của Ngài Hộ Tông Dịch, kinh tụng của Hàng Xuất Gia Hộ Tông Dịch, Ngài Hộ Tông Dịch. Nhưng mà mấy cái bản dịch nguyên văn đó thì thực sự quý vị rất là dài, dài lắm. Và chúng tôi đã chuyển dịch bài kinh này trong một cái sự cô đọng hơn, chỉ giữ lại những điểm chính để tụng. Dạ, để tụng và nó cũng giống như một số các bài kinh dài khác ấy. Là nếu mà dịch nguyên văn, lấy nguyên văn ra tụng thì mất rất là nhiều thời giờ. Thì bây giờ chúng tôi nhờ quý Phật tử không biết là không dạ, quý vị dạ, cô Nhật Quỳnh Khoan Hỷ đọc cho bài kinh Chư Pháp Luân.
chúng tôi có gửi đến cho quý vị đó. Và khi quý vị đọc xong kinh Pháp Luân thì chúng tôi sẽ trở lại, để nói về ý nghĩa của bài kinh này. Xin chào quý vị. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân xin tòa giác đẳng, và con xin phép được đọc bản kinh Chuyển Pháp Luân. Và cảm ơn Hoàng Nguyệt Phong Lan cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kinh Chuyển Pháp Luân. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ngự tại Lộc Quyển ở Isipatana gần Varanasi. Đức Phật giảng cho năm thầy tỳ kheo nghe như vậy. Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh. Một là lợi giữ vốn hạ liệt, tục lụy, phàm phu, không thánh thiện, không lợi lạc. Hai là khổ hạnh, cũng không thánh thiện, không lợi lạc, lại khổ đau. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thực hành trung đạo, chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, tỉnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, trung đạo đó là gì? Chính là thánh đạo, tám chi phần. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đạo được Như Lai liễu ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ, tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về nhân sinh khổ, khát ái dẫn đến tái sanh cùng với hỷ và tham tầm cầu dục lạc đó đây. Chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về diệt khổ, yểm ly đoạn diệt các dục, chấm dứt hệ lụy, không còn dư y, hoàn toàn giải thoát mọi thần thúc. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ, chính là thánh đạo tám ngành, chi phần tức chánh kiến. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là sự thật về khổ, điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nghe này khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Khổ đế cần được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Khổ đế đã được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về nhân sinh khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế cần được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế đã được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế cần được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế đã được chứng ngộ là điều Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về con đường diệt khổ là điều Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết,
hiểu sắc chứng và thấu triệt. Đạo đệ cần được tu tập là điều Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu sắc chứng và thấu triệt. Đạo đệ đã được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu sắc chứng và thấu triệt. Này các tỳ kheo, cho đến khi nào bốn hiệu đế này chưa được, Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển thì Như Lai không tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, chính vì chính khi bốn hiệu đế này được, Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là sự nhận biết này khởi lên trong Như Lai. Và sự giải thoát của ta không lai chuyển, đây là kiếp đó, không còn luân hồi nữa. Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy. Năm thầy tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi pháp thoại này được tuyên thuyết, tôn giả Côn Đanh Nhá khởi sanh pháp nhãn thanh tịnh vô cấu hiểu rằng, phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. Khi Đức Phật chuyển pháp luân này, thì chư thiên trên địa cầu rêu bởi bất cứ ai, dù là Sa Môn, Bà La Môn. Nhà con xin đọc lại đoạn này. Khi Đức Phật chuyển pháp luân này, thì chư thiên trên địa cầu rêu mừng. Pháp luân vi diệu, những điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai, dù là Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Nay được Thế Tôn tuyên thuyết tại Lạc Quyển ở Isipatana gần Varanasi. Được nghe vậy, chư thiên cõi tứ thiên vương, Đạo Lợi, Mã Gia, Đấu Sức, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tài, cùng các cõi phạm thiên đồng thanh vui mừng. Trong phút chốc, cả 10.000 thế giới chấn động, một hào quang vô lượng vượt xa hào quang của chư thiên chiếu diệu cùng khắp thế giới. Ngay khi ấy Đức Phật lên tiếng, Côn Đa Nhã đã liệu ngộ, Côn Đa Nhã đã liệu ngộ. Từ ấy tôn giả Côn Đa Nhã được gọi là Anh Nha Côn Đa Nhã. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại đạo tràng ạ. Con kính nhân minh đến sư. Cảm ơn cô Diệp Quỳnh. Bạch thượng tọa, thưa sư, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa, thưa sư có ở trước máy, xin hỏi thượng tọa, thưa sư một câu. Dạ. Bạch thượng tọa, thưa sư, khi mà Đức Phật giảng kinh chuyển pháp luân đó, ngài có tuyên bố ở đoạn cuối đó là Côn Đa Nhã đã liễu ngộ, Côn Đa Nhã đã liễu ngộ. Mình nói câu này nghe nó hơi ngây ngô một chút là tại sao có người thắc mắc là tại sao Đức Phật ngài đang nói mà ngài biết Côn Đa Nhã đã liễu ngộ. Và cái lời nói đó có trọng đại không? Cái lời nói mà nói rằng một người đệ tử liễu ngộ, thí dụ như là mình nói người đó liễu ngộ mà người đó họ chưa hiểu liễu ngộ thì sao? Thì đối với chúng ta đó, khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp xong mà ngài khẳng định rằng Côn Đa Nhã đã liễu ngộ đó, thì cái lời nói nó nặng ký như thế nào? Lời nói quan trọng như thế nào? Và riêng đối với một vị Phật, một vị chứng pháp luân mà khẳng định rằng một người nào đó mà đã lãnh hồi, đã giác ngộ, đã liễu ngộ đó, thì chúng ta nên cảm nhận mấy như thế nào về điểm đó? Xin cái tình ý kiến của thượng tọa, thưa sư.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Trước hết là chúng ta hỏi, chúng ta tự hỏi tại vì sao Đức Phật Ngài biết mà Ngài tuyên bố như vậy? Thì thưa quý vị, cái chuyện đó không có cái gì lạ lùng, là bởi vì sau khi Đức Thế Tôn Ngài chấm dứt pháp thoại, thì pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi lên cho tôn giả. Coi đây nhé, biết rằng pháp nào có tánh cách tập khởi thì pháp mới được có tánh cách quả diệt. Đó là cái sự tác chứng quả dự lưu. Và đối với Đức Chánh Đẳng Chánh Giác á, thì cái chuyện mà với tâm của Ngài, với tâm tư người khác, cái chuyện đó không phải là khó khăn, không phải là khó khăn. Cho nên khi mà Ngài xác chứng Anya Sikodanyo, Anya Sikodanyo, Kodanyo, đại giác ngộ, đã liễu ngộ, Kodanyo đã liễu ngộ, thì đó không phải là Đức Phật Ngài tuyên bố không có cơ sở. Ngài đã biết chắc thật là pháp nhãn gọi là Thamma Chakkhu đã khởi lên cho cô đại nhã. Mặc dù đó chỉ là cái quả vị Thu Đà Quần thôi. Chúng ta cũng lưu ý một điều là cái này chúng tôi cũng nói thêm, có nhiều khi Phật tử chúng ta không để ý, tưởng đâu là Đức Phật Ngài thuyết chuyển pháp luân bài pháp đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Dư là giác ngộ đạo quả a la hán hết. Nhưng không, thưa quý vị, trong Luật Tạng Mahavakkha có ghi rất kỹ, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết kinh chuyển pháp luân, cái bài pháp đầu tiên Ngài thuyết trong thế gian này cho chúng sanh, thì lúc đó một là vị đệ tử mà liễu ngộ đầu tiên là mới đắc quả Tu Đà Quần thôi. Thứ hai nữa là khi Ngài thuyết xong cái thời pháp trong ngày thứ nhất thì chỉ có một đệ tử trong năm vị đệ tử là đắc quả Tu Đà Quần. Ngày thứ hai Đức Thế Tôn Ngài thuyết lại kinh chuyển pháp luân này thì hai vị đệ tử kế tiếp chứng quả Tu Đà Quần. Rồi ngày thứ ba, ba vị đi khất thực thì Đức Phật Ngài thuyết cho hai vị kia, hai vị còn lại. Ở trong đó Ngài A Xí Chí là đệ tử, là một trong hai đệ tử sau cùng đắc được đạo quả Tu Đà Quần.
Và sau khi cả năm đã đắc quả tu đồ quần rồi đó, thì lúc bây giờ ở tại Gaya cũng ở cái vùng gần đó, Đức Thế Tôn ngài đã thuyết cái tiếp cái bài kinh gọi là Anattalapanasutta. Thì năm vị tỳ kheo Kiều Trường Như mới chứng được quả A-la-hán. Đây là điều mà chúng ta phải chú ý. Bài kinh Chư Pháp Luân quan trọng như vậy, nhưng mà năm vị đệ tử đó chỉ mới chứng được đầu quả tu đồ quần. Đến bài kinh thứ hai đó, bài kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh đó năm vị đệ tử này năm giới năm tỳ kheo và cho với thế giá phi khú giới năm tỳ kheo này mới chứng quả là hán. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu một cái điểm thứ hai nữa là vì sao Kodanya chỉ mới có đắc quả tu đồ quần thôi, không phải là lớn lao gì, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài đại thốt lên cái lời cảm hứng Udana Udanesi như thế là: thưa quý vị, đây là một đệ tử đầu tiên khởi đầu cho cái cuộc quần dương chánh pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã bắt đầu khởi sự. Thì trong thế gian này, dù cho con đại giá chỉ mới đắc tu được quần, nhưng mà xem như là cái chúng sanh đầu tiên đã liễu ngộ được chân lý, đắc được pháp nhãn ly trần vô cấu. Thì do đó xem như là cái kết quả cho cái việc hoàn pháp của Đức Phật. Thế cho nên Đức Phật ngài mới thốt lên cái lời đó: anh nhà sĩ còn đầy vô, nhà sĩ còn đầy vô. Sau này trong suốt 45 năm hoàn pháp của Đức Phật thì ngài đã thuyết pháp độ vô số chúng sanh, nghe pháp xong họ chứng quả tu đồ quần nhiều. Thì Đức Thế Tôn ngài đâu có thốt lên cái lời đó, hay là đắc quả Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khởi sự đầu tiên đó thì lại là một cái dấu mốc, một cái điểm chấm rất là quan trọng. Lẽ thường chúng ta trong cuộc sống này cũng bị, hễ mà chúng ta làm cái gì đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta mà nó được thành tựu thì chúng ta lại có, chúng ta lại có được cái tâm phấn khởi hoan hỷ đối với phàm phu chúng ta như vậy. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng nên nghĩ rằng đây là một trường hợp không ngoại lệ, là bởi vì cái bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, năm thầy Kiều Trường Như đại diện cho chúng sanh để nghe pháp đầu tiên, mà trong lúc đó con đã nhá giác ngộ đầu tiên, mặc dù chỉ mới quả tu đồ quần thôi, nhưng mà cũng được xem như là một cái sự thành công trong cái việc hoằng pháp của Đức Phật. Thế cho nên Đức Phật mới thốt lên cái câu đó. Thì đây là một vài ý nghĩ mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái cô quan hỗ với thượng tọa giác đẳng như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Kính thưa Tổ sư, thưa thầy giờ, chúng tôi cũng xin tiếp theo lời của thưa Tổ sư để lưu ý một điểm này là ngày nay đó, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp mà những cái vị có danh tiếng là bị sát tính, nhưng mà sự sát tính đó, đó sau đó mới thấy rằng mình nổi hớn. Điều này nó không gì xảy ra đến Đức Phật hết. Khi mà Đức Phật Ngài nói rằng một người đã điểu ngộ, tức là đã hiểu được chứng quả thì vị đó chứng quả, cho dù là vị đó là một vị xuất thân từ Bà La Môn giáo như là Ngài Côn Đánh Giá, hay là một vị sa di 7 tuổi, hay là một vị tỳ kheo vừa mất đi do cái sự tự tử. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là nếu mà Đức Phật Ngài nói rằng vị tỳ kheo bị sa di đó 7 tuổi mà đắc quả A-la-hán, quý vị biết là cái người bình thường của chúng ta khi mà nói đơn giản là về năm cái triền cái thôi, là tham dục, sân hận, hôn thị, trào cử và phóng dật. Mà nếu mà chúng ta chưa chứng quả đó, thì cái chuyện đó là chuyện mà rất khó tránh. Dạ, chắc chắn là khó. Mà nếu phần đó là vì đó là vì chứng quả là hắn rồi, thì suốt đời vì đó không được có xảy ra chuyện đó. Thành ra ngày xưa người Trung Hoa có câu đó là quân vô hiến ngôn, tức là cái lời nói của nhà vua đó là lời nói rất là trọng đại, là không thể coi thường được. Thì nói như vậy chứ thật ra thì nó tương đối lắm, nhưng mà với một vị Phật thì lời nói là lời nói chắc định. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một điều rằng ở đây quý vị nên biết là chúng tôi cũng rất là quý Đức Dalai Lama, nhưng mà có điểm là trong cái truyền thống của Tây Tạng đó, đôi khi người Tây Tạng họ có cái truyền thống là xác nhận, xác chứng là vị này là thú khu, là vị này là hóa thân của vị lạc ma nào đó, vân vân. Có nhiều trường hợp chứ không phải là một trường hợp Đức Đa Lama này có làm những cái sai lầm. Ví dụ như một cậu bé Tây Ban Nha, sinh trong gia đình Tây Ban Nha mà các nhà sư Tây Tạng đó gọi đó là hậu thân của một vị lạc ma, một vị trưởng lão trước đó ở trong cái dòng phái đó. Thì thứ vì khi một đứa trẻ mà được xác nhận từ nhỏ đó mà trở thành là một hậu thân vị lạc ma, thì vị đó được đem về chùa nhận được cái sự tôn kính như là một vị lạc ma thực thụ, vị trưởng lão thực sự. Nhưng mà đồng thời có nghĩa là vị đó sẽ được đào tạo, được dạy dỗ từ còn nhỏ. Và cái đứa bé mà ở tại Tây Ban Nha đó, mà gia đình cũng là gia đình theo Đức Dalai Lama cho con của mình trở thành lạc ma, vì sau này đó thì ở cái tuổi 21 đó, thì đứa bé này lại lên tiếng là phản đối cái cách giáo dục mà mình đã nhận từ Phật giáo Tây Tạng. Và vì đó đã bài xích Phật giáo Tây Tạng rất là nặng nề, là tại vì đã không cho mình có một cái tuổi thơ bình thường mà vào trong tu viện để trở thành một vị lạc ma, mặc dù được cái sự cung kính hết mực của các vị trưởng lão lạc ma khác. Ở đây chúng tôi nói như vậy là nó có nhiều cái trường hợp mà nếu mà lời tuyên bố đó nó không có đúng, không có chính xác, thì chúng ta hiểu cái hậu quả như thế nào. Ví dụ Đức Phật Ngài, những người đến tu với Ngài mà Ngài gọi sẽ di xuất khá, sẽ đi tích xá là một vị A-la-hán lúc mới 7 tuổi thôi. Dạ, có một quãng đời rất dài trước mặt sống về sau này. Thì thưa quý vị, lời nói được lời xác chứng Đức Phật là lời nói lớn lắm. Và chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng cá nhân của chúng tôi khi đọc những cái câu đó, những lời chỉ xác chứng đó đó, thì chúng tôi tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Dạ, đang thuyết pháp Ngài có thể đọc được tâm tư của Ngài Côn Đánh Giá, và Ngài đã xác chứng rằng Côn Đánh Giá liễu ngộ. Mặc dù nhưng tội tùy sư nói mới chứng quả tu đầu quần thôi. Quả vị tu đầu quần đó là một quả vị thành tựu cái niềm tin bất thối.
đoạn tận được thân kiến hoài nghi với cấp thủ, thì không có cái chuyện mà thối chuyển, không có cái chuyện mà xét lại, không có chuyện mà nghĩ khác đi đối với ngày Kundan Giác. Và đó là một lời dạy rất là nặng ký. Thưa quý vị, ở tại đây chúng ta nêu lên một số điểm liên quan đến bài kinh Diệu Pháp Luân, và rất tiếc là trong cái thời lượng của buổi học chúng ta không nói hết, nhưng mà chúng ta nên trở lại ở đây với một số điểm. Thứ nhất là chúng ta nên hiểu rằng tu tập không phải là một cái sự ban phong hay là một cái đãi ngộ, mà tu tập là một sự thực hành có phương pháp. Phương pháp của Đức Phật gọi là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bản, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tất cả những công việc trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mà nếu mà chúng ta muốn làm cho có kết quả tốt thì phải làm đúng cách, đúng phương pháp. Và cái phương pháp đó, cái cách đó, nó không phải là một thái độ cực đoan mà đạt được. Ví dụ như là người Phật tử chúng ta thường hay có một cái bệnh mà chúng ta không để ý, là mình thấy làm cái gì mà nó lạ đời, dị đời đó, thì chúng ta hay sùng bái. Ví dụ như chúng ta nhớ rằng có một người Phật tử mà họ phát tâm rất là trong sạch với một vị sư, tại vì họ nói rằng vị sư đó có một cái hạnh rất là đặc biệt là ngồi chỗ nào cũng cải tòa cụ đó, không bao giờ đi đâu mà không mang tòa cụ theo, luôn luôn bắt tay tòa cụ đó, đi đâu cũng cải ra hết, và họ xem đó là một hạnh đặc biệt. Chúng tôi không có chỉ trích vị đó, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng đi đâu cũng mang tòa cụ theo không nhất thiết là một cái vị mà theo chúng tôi nghĩ đó là đạt đến cái đạo hạnh cao siêu như vị đã nghĩ. Nhưng mà đôi khi chúng ta quan niệm rằng một người có thể làm một cái gì đó và làm rất là xuất sắc, bởi vì ở trong miền Nam chúng ta hay nói là có những ông đạo mà người ta rất là tôn kính như đậu chuối, đậu khoai, đậu nằm, đậu ngồi, tại vì người ta làm kiểu gì đó. Ấn Độ thì chưa gì cái chuyện đó dễ sợ lắm. Nhưng mà Đức Phật này, Ngài nói một điều rằng cái phương pháp tu phải có phương pháp rồi, mà phương pháp đó là phải ở cái chừng mực vừa phải, và gọi là trung đạo, không có thái quá, không bất cập. Và rồi Đức Phật Ngài dạy rất rõ, đây là sự khổ. Sự khổ mà Đức Phật nêu ra ở đây là sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, năm tu quẩn. Thì những cái khổ này là một cái khổ khổ quá toàn diện, dù đó là vua là dân, người giàu người nghèo, đàn ông đàn bà, da trắng da đen da vàng, dù chư thiên nhân loại thì đều trải qua những cái khổ đó. Đó là sự thật hiển nhiên, đó là sự thật hoàn vũ, đó là sự thật phổ quát, không ai tránh khỏi. Nhưng mà khi mình đề cập đến cái khổ này thì chúng ta nói gì về nguyên nhân của khổ? Chúng ta thường thống trách, không trách vợ, trách chồng, không trách người thân, không trách chính phủ. Như thời bây giờ, thứ gì người ta hay trách chính quyền, hay trách người thân, hay trách xã hội, trách người này người kia. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nhận ra cái cội nguồn, cái gốc rễ của đau khổ nó đến từ bên trong mỗi chúng ta? Trong mỗi chúng ta đó là sự khác ái. Cái khác ái đó là một động lực, động lực tạo nên cả một cái guồng máy. Ở trong Truyện Kiều câu là mình chịu than, nhưng chúng ta không có nhận mà mình làm, mình nghĩ là ai đó đã gây khổ cho mình. Thứ gì chúng ta thấy trong cuộc sống này đó, đa phần chỉ riêng cái chuyện mà giận hờn thù oán, một cái tâm trạng là thống trách, là trách móc. Tôi khổ là vì người này, tôi khổ vì cái kia, tôi khổ vì cái nọ. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ chúng ta nhận ra mình khổ,
là vì có một cái động lực sâu kín ở trong lòng mình, và cái động lực đó chính là tanha, là khắc ái. Chúng ta không nhận như vậy đâu, chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái động lực đó, cái nguyên nhân ở đâu, đến từ ái bên ngoài. Bởi vì mà chúng ta ngồi nói chuyện cứ nghe người ta cắt móc, nghe người ta giận hờn, nghe người ta quá thù. Bây giờ người ta có cái trào lưu thứ điểm, ví dụ như là quý vị sống ở nước khác thì mới, chúng tôi sống ở Mỹ, có những người thù thù tổng thống, thù thống đốc của tiểu bang, thù thị trưởng thành phố. Nhưng chúng ta thấy rằng người ta sẽ làm những cuộc bạo loạn, những cuộc bạo loạn rất lớn, tại vì người ta nghĩ rằng tôi khổ do đâu? Tôi khổ do mấy cái ông ở Washington DC, tôi khổ là do những nhà chính trị. Chúng ta không nói rằng những người đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới chúng ta, nhưng mà nếu trong cuộc sống này mà chúng ta đau khổ nó đến từ bên ngoài, nguyên nhân đau khổ nó đến từ, thì chúng ta nhìn rất là phiến diện, rất là phiến diện. Chúng ta chưa thấy được cái nguyên nhân đau khổ nó đến từ trong sâu thẳm ở mỗi chúng ta, đó là khác ái. Khi Đức Phật nói rằng đây là sự thật về nguyên nhân đau khổ, chính là khác ái, khao khát, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Tầm cầu chỗ này ta cần đọc kỹ, suy nghiệm rất kỹ, và tìm ở lại cái nguyên nhân sâu xa phát xuất từ ở trong nội tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự thống cắt ở bên ngoài. Nếu mình để ý kỹ là đa phần chúng ta khổ thì đều là đến từ sự thống cắt hết, cắt móc đủ thứ. Thậm chí thưa quý vị, có nhiều khi tại vì cha tại mẹ đã sanh tôi ra, quý vị có tin không, có những người bên Mỹ nộp đơn chuyện cha mẹ đã sanh mình ra, tại vì sanh ra khổ, suốt cuộc đời khổ như vậy. Chưa nói là chuyện mà trách móc giữa vợ chồng, trách móc đúng cái chuyện trách móc trong cuộc đời. Nhưng mà cho đến khi nào mình nhận rằng cái khổ nó đến từ khác ái đó, thì chúng ta có thái độ khác. Khi mà nói về sự như khổ, chúng ta khổ là mình hết nghèo, vì khổ là người vợ người chồng mình không thích, vì khổ có nghĩa là mình tin mình tự tử, chấm dứt cuộc sống này hết khổ. Cái giải là vì khổ chết, sự dập của khác ái, chấm dứt cái là gì khổ, và cái chấm dứt khác ái đó phải có cái thì như vậy đó, là để nấu được một nồi cơm đó, thì chúng ta phải có cái phương cách. Trong cái phương cách đó, đó nó phải có cái gọi là vừa phải, không có thiếu, không có dư. Nhưng mà trống này là cũng quá, chúng ta làm cái chuyện quá đà, quá độ hết. Chúng tôi nhớ rằng lịch sử của Đảng Cộng sản đó là lịch sử của xét lại. Tại vì thời chúng tôi ở Việt Nam á,
tức là thì rất nó có một thời ở tại Thượng Hải và khổ cái con đường mình đi từ cái tưởng là ủy ban nhân dân thành phố mà phải quyết định cái chuyện mà chỗ hoa đặt chỗ nào thì nhưng mà cái việc còn được cách việc cái chuyện mà xây cất hãy giao lời các công ty và làm cây kiển thì nên giao lời các công ty cây kiển hơn ủy ban nhưng mà thì đó là một thứ chúng ta cần học cái gì quá đà thì được. Dạ. Chúng ta làm quá đà, cái quá đà đó Đức Phật gọi là cực đoan, tức mà trong sự đúng cách đó nó phải có không quá dư, không quá thừa, không quá ngắn, không quá dài thì chúng ta mới có nồi cơm chính được. Tu ở đây cũng tương tự như vậy, tu là phải có phương pháp. Chúng ta thường nghe những cái chuyện mà rất là nông nổi, rất là khôi hài, nhưng mà người Phật tử vẫn tin. Thí dụ như mình không cần tu hết, có vị sư phụ truyền tâm ấn cho mình hồn giác ngộ, hay là mình không tu hết, mình chỉ nghe niệm một câu Phật gì đó từ trong ngộ. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đặt lại vấn đề là những gì mà mình sống, những gì mình thực hiện nó có phá được tâm thức của mình không, nó có chuyển hóa được. Và khi Đức Phật này dạy trong đó, Như Lai tuyên bố con đường trung đạo và chính là thánh đạo tám chi Phật: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta đọc kỹ câu đó, chúng ta suy nghiệm kỹ đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó bát chánh đạo là một phương pháp phải được áp dụng thực hành với sự thái độ nằm ngoài cực đoan, phải được áp dụng đúng cách của Đức Phật. Ngày nay thưa quý vị, chúng ta thường rơi vào trong một cái ý thức là cha làm thầy con đúc sắc. Bậc đạo sư của chúng ta ngài dạy rất rõ, rất sáng, rất có phương pháp. Đến nỗi người Tây Phương khi học đạo Phật đó thì họ đều nói rằng và đặc điểm của Phật giáo hướng dẫn các phương pháp. Phương pháp là cái cách làm. Tại sao? Tại vì họ đầu tư nhiều vào phương pháp. Cái phương pháp làm sao để nghiên cứu, cái phương pháp làm sao để tìm ra cái gì đó. Và hàng năm đó họ bỏ không biết bao nhiêu tiền để làm tiền research, làm chuyện nghiên cứu. Chúng ta có đầu tư vào chuyện nghiên cứu không? Chúng ta chỉ muốn bước một bước lên trời, và chúng ta chịu đầu tư, không chịu nghiên cứu, không chịu đúng phương pháp thì chúng ta đi ví dụ như vậy. Chúng ta nhớ là hồi đệ nhị thế chiến, người chiếc hàng không mẫu hạm chúng ta chưa đừng nói chiếc hàng không mẫu hạm, là tại vì chúng ta cũng là bị phương pháp, chúng ta chưa học có phương pháp. Thật ra chúng ta có không có kỹ thuật, phương pháp, cái phương pháp methodology và phương pháp nó là chìa khóa. Bởi vì thưa quý vị, càng ngày đó thì chúng ta càng đi vào trong tình trạng là tệ, đó là sách sử thời xưa nói rằng Phật giáo là những trung tâm giáo dục. Trung tâm giáo dục là có dạy dỗ, có một quá thật ngày xưa đó của văn hóa giáo dục. Ngôi chùa đó là một cái đền, cái miếu. Miếu chỉ đến thắp hương lại Phật. Ngày nay đó, là chúng ta được giảng theo cách là giảng đạo. Tôi nói điều A, ta chịu nghĩ đến phương pháp.
là một con đường giáo dục. Ai mà hiểu Phật giáo mà sai với phương pháp giáo dục thì chúng ta chưa hiểu Phật pháp. Nói đến giáo dục phải nói đến phương pháp. Nói đến giáo dục là đến công năng chuyển hóa. Và cái phương pháp công năng chuyển hóa đó tức là bát chánh đạo. Đáng chú về tứ diệu đế là một cái hiểu toàn diện. Đây là khổ, đây nhân sanh khổ, đây sự diệt khổ, đây là con đường để diệt khổ. Có nhân, có quả, có phương pháp, có đường đi, có điểm đến. Và khi Đức Phật Ngài nói phương pháp á, Ngài không nói cách đơn giản, Ngài chỉ rất là rõ. Đây chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, chúng ta mơ ước là mình làm cái gì đó bằng cái tâm rất là thành kính. Gặp Đức Phật, Đức Phật Ngài xoa đầu, Ngài sẽ cho chúng ta đắc đạo chứng quả. Đạo quả là sự ban phong. Chúng ta mơ ước là chúng ta gặp một vị thầy họ truyền tâm ấn, rồi mình được khai ngộ. Chúng ta mơ ước mình tạo cái công đức gì đó, cúng một số tiền rất lớn để xây chùa, để tạc tượng rồi đó. Thì mai mốt chúng ta về sống với cõi Phật. Cái suy nghĩ của chúng ta, Đức Phật thì không dạy chúng ta kiểu đó. Đức Phật thì dạy chúng ta một cái đời sống thực dụng, thực tiễn. Khi nãy trong cái bài, trong phần giảng nhập chúng tôi nói rằng một cái biểu tượng của tôn giáo thì như thí dụ như bên Kitô giáo họ có biểu tượng là thánh giá, mà thập giá ngày xưa đó là một cái giá treo, đó là thánh giá. Nhưng mà ở trên thánh giá đó họ nói về cái sự chịu tội của Đức Giêsu. Và những tôn giáo khác như Svastika của Ấn Độ giáo, của Bà La Môn giáo, tức là chữ vàng đó, hay là cái biểu đồ âm dương đa của Trung Quốc. Nhưng trong tất cả những cái biểu tượng tôn, cái biểu tượng của Phật pháp là gì? Đó là bánh xe. Không, pháp luôn. Bánh xe đó là một trong những cái phát kiến rất là quan trọng. Ngày xưa mình muốn kéo cái gì thì mình kéo lê lết thôi. Nhưng mà sau này người ta khám phá rằng nhờ có cái bánh xe với cái cục xe đó, mình có thể kéo đi một quãng đường dài cả ngàn cây số, nó dễ dàng hơn. Cái biểu tượng bánh xe mang cái tinh thần chuyên chở, là đưa từ điểm này sang điểm khác, từ điểm A sang điểm B. Đâu có ai nghĩ đến bánh xe nằm yên một chỗ. Bánh xe là sự vận hành, bánh xe là cái gì rất là linh hoạt, bánh xe là cái gì rất là thực dụng, thực tiễn. Đó là một phát minh quan trọng của đời sống. Chỉ dùng cái biểu tượng là bánh xe, rất biểu tượng rất đẹp. Ngày nay thưa quý vị, chúng ta đi tìm thấy rất nhiều cái hình dạng của pháp luân ở trên thế giới. Và chúng tôi cũng xưa rằng có những bánh xe pháp luân, như là bánh xe pháp luân của vua A Dục thì rất là giống cái bánh xe có nhiều cấm. Nhưng cái bánh xe pháp luân của Nhật Bản chẳng hạn thì ở bên ngoài có những cái mũi nhọn ra bên ngoài, thì thật ra nếu mà chạy xe kiểu đó chắc là khó chạy. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì cái bánh xe pháp luân vẫn là cái gì đó có thể xài được, có thể dùng được, có cái giá trị cho cuộc sống này. Thật ra vì vậy Phật pháp gọi là pháp luân. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều rằng trong cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài đã đặt cái nền tảng của giáo pháp. Mà nền tảng đó đó là về sau này trong rất nhiều bài kinh, rất nhiều bài kinh như bài kinh Marunyaka, hay là mà những bài sinh kinh cho người Kama chẳng hạn, thì Đức Phật Ngài luôn luôn nói đến cái, người ta nói đến chân thiện mỹ. Chân là lẽ thật, thiện là cái gì có lợi ích, và mỹ là cái đẹp. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy, nghĩa là dĩ nhiên văn nghệ phụ túc là cần rồi, nhưng mà hai cái yếu tố quan trọng là những gì Ngài dạy nó phải là sự thật, và sự thật nó phải có lời lạc. Ở trong một bài kinh, Đức Phật đã từng nắm được một lá cây sim sapa ở trong tay đó. Và Ngài hỏi chư thì khéo là cái lá cây trong tay Như Lai nhiều hay lá cây trong rừng nhiều. Chư thì khéo trả lời bạch Đức Thế Tôn, lá cây trong tay của Đức Thế Tôn quá ít so
dạy rằng những gì mà Như Lai giác bộ hiểu biết đó, thì nhiều Như Lai cây trong rừng. Nhưng mà những gì mà Như Lai truyền dạy đó, thì Như Lai cây trong tay, bởi vì Như Lai chỉ dạy bằng thiết thực, có hiệu năng, có liên hệ đến mục đích giác bộ giải thoát. Đức Phật truyền dạy giáo pháp là có mục đích rõ rệt, có phương pháp rõ rệt và có cái khả năng để áp dụng. Giáo pháp không phải là một thứ tinh tàng ở trong bảo tàng viện. Giáo pháp không phải là cái mà để chúng ta chỉ tôn thờ. Nếu giáo pháp chỉ là biểu tượng để tôn thờ, giáo pháp có giá trị gì có thể áp dụng được trong đời sống? Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình học Phật là mình tôn vinh Phật pháp bằng cách là mình cứ nói rằng à, đạo Phật cái này hay chứ hay. Đạo Phật có hay hay không là an lạc hay không? Đạo Phật có hay hay không á, khiến cho tâm hồn của chúng ta cởi mở, có nghĩ thoáng ra hay không? Cái đạo Phật có hay hay không là khiến cho chúng ta từ bi hơn hay không? Nếu mà chúng ta học Phật pháp mà chỉ để vốn được sinh lên, chúng ta học Phật pháp chỉ để tự tán quý ha, để bài xích người khác. Chúng ta học Phật pháp mà chỉ để làm cho cuộc sống của chúng ta nghèo nàn hơn, phiến diện hơn, thành kiến hơn, thì thật sự cái pháp mà chúng ta học đó có vấn đề. Và chúng ta phải đặt lại tại sao? Tại sao mình nói pháp giáo pháp hay mà không làm cho mình hay? Cái phương pháp nào, sự thực hành nào mà cái nó có một cái hiệu năng rõ ràng làm cho lòng của chúng ta nhẹ hơn, khiến chúng ta mở rộng hơn, làm cho cuộc sống của chúng ta bớt phiền não hơn, thì cái đó mới là giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật không phải mình nói để mà chơi, nói để mà đùa. Bởi vì khi mà chúng ta đọc vào những bài kinh này, thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy rất rõ rằng này chư tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc gia phải tránh, đó là khổ hạnh lợi và lợi dưỡng. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai tuyên bố con đường. Chúng ta phải đọc kỹ những câu như vậy. Và khi mà Đức Ngài hãy về bắt, đây là những điều đã được mà Như Lai chưa từng được biết, nay được nghe, được hiểu, được xác chứng và thấu triệt. Những cái phần mà giống như là được thấy, mà thường thường ở trong các dịch gọi là nhãn hiểu, được biết, rồi tệ sanh, trí sanh, vân vân. Nhưng mà khi mà mình nói là nghe, hiểu, thấu triệt, được nghe, được biết, được thấu triệt, thì ở đó, đó khẳng định cho chúng ta điều gì? Là cái giá trị của chánh pháp, là chánh pháp đó phải được lãnh hội bởi chính con mắt trí tuệ của mỗi người. Mình nói mình tu giùm cho người khác không tu giùm được đâu. Tại vì sao vậy? Mình không thấy, không nghe, không biết, không hiểu, không tự mình xác chứng, mình sao mình tu được? Chúng ta không có học giùm người khác được, mà chính chúng ta phải lắng nghe, phải mở mắt, phải nhìn. Thì thưa quý vị, thật ra là thời lượng của bài hôm nay, thời lượng buổi học nay chúng ta không có nói nhiều được thêm về chứng pháp luân. Chúng tôi chỉ muốn khi mà Đức Phật Ngài chứng pháp luân đó, thì năm thầy thì Kiều Trần Như, thì tôn giả Kiều Trần Như chứng quả Chu Đà Huân, và ngay sau đó thì Đức Phật Ngài đã cho năm vị xuất gia cái khu trở thành vị tỳ kheo. Thì năm vị tỳ kheo là sự hình thành của tăng tại cái ngày hôm nay. Nếu quý vị ở gần Varanasi, tôi quý vị nhìn thấy một đại tháp rất lớn và Thamek Stupa, thì đó là nơi tam bảo được hình thành đầy đủ, có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nếu chúng ta hiểu rõ điều đó, chúng ta đó sự tam bảo ra đời đầy đủ. Và cũng ở tại vườn Lộc Uyển đã cho Giá Xá tu, và mẹ của Giá Xá là bà Suchata, và bà Suchata đó là cái người đã cúng dường cơm sữa đến Đức Phật. Bà đã cúng dường ở dưới cõi lời Varanasi đó, và là Giá Xá đi. Suchata đó là một người cư sĩ đại phước, là bà sanh
ra đời ở trong một gia đình rất là đạo đức, rất là không có, bà là một người nữ rất là đẹp, rất là đoan trang. Bà lập gia đình với một người chồng và gia đình bên chồng thương yêu hết mực. Bà sanh buổi trưa đắc quả tu được rồi. Này ta hộ cất một lớn và nhưng đó hộ để bái ngày sang đó thì ngày có ghi tại tháp về thờ một cái chuyện rất là thú vị. Hai vợ chồng bà mẹ của ngài Giác Sát và ở tại Lộc Biển nơi Đức Thế Tôn an cư. Về sau này cái thất của Đức Phật gọi là Mu Lá Ganh Thất Cư Thí, tháp vẫn còn. Đức Thế Tôn an cư mùa hạ đầu tiên ở tại Lộc Biển là từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng Asla. Sau cái mùa an cư ấy, thì lúc bây giờ ở trên thế gian 61 vị đã đoạn tận phiền não, đó là đó là Đức Phật, là vị bậc đạo sư, năm vị kiều trần như, Giác Xá và 54 người bạn, tổng cộng là 61 vị. Yeah. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài đã cất lên lời kêu gọi bài kinh này, nhưng mà chúng tôi lại muốn một bài kinh thật cái hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ chúng tôi đọc cái bài dịch thì chúng tôi rất là xúc động. Bài dịch này ở trong quyển Đức Phật và Phật Pháp của Phật Phạm Kim Khánh. Thật ra chúng tôi thay vì dịch đó chúng tôi giữ nguyên văn. Và những nguyên văn chúng tôi để đây. Khi mà đọc bài kinh này thì chúng ta nghe ở đó Đức Phật này có kêu gọi là chư tăng hãy vì cái luật tâm bi mẫn lợi lạc của muôn loài đi vào pháp. Chúng ta nhớ một điều rằng chư vị A-la-hán không sống ích kỷ, dù là A-la-hán thiên văn, và tất cả những bậc giác ngộ đó thì các ngài đều có tâm đại bi đối với muôn loài chúng sanh. Này hỡi chư tỳ kheo, Như Lai đã thoát khỏi mọi sự trói buộc dù ở cảnh người và các cảnh trời. Vậy, hãy ra đi này các tỳ kheo, đem sự tốt đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc cho nhiều người. Hãy vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi chư thần dương các giáo pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo giữa, toàn hảo ở đoạn cuối. Toàn hảo trong cả hai tinh thần và văn tự. Ở đây chúng ta gọi là văn nghĩa cụ túc. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng và thanh tịnh. Có những chúng sanh còn rất nhiều các bụi trong mắt. Và nếu không nghe được giáo pháp sẽ sa đọa. Và cũng có những người sẽ âm hiểu giáo pháp. Yeah. Bằng cái niềm tin ở đời. Có những người ít có bụi trần trong mắt nghe giáo pháp. Đây là một cái niềm hy vọng muôn thuở. Chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng về cuộc sống. Yeah. Chúng ta bị dịch. Ví dụ như bài kinh Diệu Pháp Luân có thể là khi mà chúng ta nói ở đây, chúng ta đọc ở đây đó, không biết là có bao nhiêu vị cảm nhận được, hoan hỷ được bài kinh. Nhưng mà chúng ta luôn luôn tin rằng dù ít dù nhiều thực sự. Và do vậy chúng ta nên đọc, nên nói, nên biết. Và giáo pháp đời thú vị là có mang lại an lạc cho người này và người khác. Lâu lâu á, chúng tôi hoàn toàn cũng bình thường, hay lâu lâu họ ghé chùa, họ cho có dịp họ vào trong lớp Phật pháp, họ nghe pháp và họ nhận được lợi lạc, thì chúng tôi lại nhớ lời này của Đức Phật. Dạ. Là Đức Phật dạy rằng ở trong đời này có những chúng sanh có ít bụi trần trong mắt. Trần trong mắt và có thể nghe pháp. Và vì vậy đó, nếu nghe pháp thì lợi lạc hơn, không nghe pháp thì sẽ sa đọa. Và do vậy vì cái lòng bi mẫn nên truyền dạy giáo pháp. Và Đức Phật cũng nói rằng chính Như Lai cũng đi. Như Lai sẽ hướng về Uruvela Gama để hoằng giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu,
hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác được như là các con hoàn tất nhiệm vụ. Tức là ở trong cái sự cảm nhận giá trị thiêng liêng của giáo pháp, không thể chúng ta chỉ học Phật pháp bằng thái độ hay học Phật pháp làm của riêng của mình, hay là chúng ta chỉ học Phật pháp chứ, mà chúng ta hãy học một cách nghiêm túc và truyền đạt những gì mà chúng ta học, chúng ta hiểu cho người khác, thì đó là một cách để báo ơn Đức Phật. Và Đức Phật đã kêu gọi tất cả chúng ta như vậy. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày chúng ta sẽ có môn tương ưng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Quyền. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.